Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết trị giá xuất khẩu tháng 1 năm 2024 của các sản phẩm hoa quả đã đạt 510 triệu đô la Mỹ. Nhìn lại năm 2023, nhiều loại hoa quả đã có sự tăng trưởng bất ngờ. Điển hình đó là sản phẩm sầu riêng. Sầu riêng xuất khẩu năm 2023 đã đạt 2,2 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 430% so với năm 2022. Thanh long đứng vị trí thứ hai với giá trị xuất khẩu đạt 523 triệu đô la Mỹ. Tiếp theo là chuối đạt 242 triệu đô la Mỹ, mít 168 triệu đô la Mỹ và xoài 154 triệu đô la Mỹ. Xoài cũng được đánh giá là loại trái cây có thể bứt phá mạnh mẽ trong năm tới.